Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm tôi vừa sở hữu được. Như các bạn thấy thì đây chính là một cái tai rất là quen thuộc và có thể gọi là huyền thoại ở Việt Nam vào những năm 2000, chính là Gaokin. Khỏi cần phải nói rồi phải không các bạn đều biết Gaokin xuất hiện ở trong Gaoranger. Và một sản phẩm này tuy nó mang một nhãn hiệu mới, đó chính là Sokugan Modeling Project. Mặc dù là như thế nhưng nó vẫn là Super Mini Pla các bạn ạ. Chẳng hạn như Sokugan bắt đầu từ chữ S, Modeling bắt đầu từ chữ M, Project bắt đầu từ chữ B thì cũng có thể hiểu là Super Mini Pla đó các bạn. Do Bandai cả thôi, để nó vào Super Mini Pla cũng được, tự nhiên tách nó ra làm cái gì. Và đây là cái hộp bên ngoài của nó các bạn nhé. Vẫn như Super Mini Pla lúc trước thôi, cái hộp bên ngoài là hộp đơn sắt như thế này. Giá của nó được Bandai niêm yết là 5.445 yên, quy đổi ra là tầm khoảng 1.1-1.2 gì đó. Nhưng mà đó chỉ là tiền chúng ta quy đổi ra thôi và mua hàng thôi. Còn khi ship về chịu thuế má này nọ các kiểu nữa thì tầm khoảng 1.650 đối với một sản phẩm như thế này. Không dùng dài nữa ha, bây giờ tôi sẽ khui ra để chúng ta xem bên trong có những gì nha. Đây, khui ra, chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên đó. Đối với những gạt tay gồm 5 mẫu ở Super Mini Pla, nó sẽ là 5 hộp chứa 5 phần. Còn ở đây, Gaokin của chúng ta là 5 phần nhưng mà chỉ có 3 hộp thôi các bạn. Và vẫn như Super Mini Pla, đó chính là cái box ở bên trong á, nó sẽ mô phỏng theo cái box của phiên bản DX. Các bạn thấy nè, y chang luôn. Chỉ là những cái mẫu này thì nó sẽ để cái hình của sản phẩm SMB vào thôi. Còn lại là bố cục chữ này nọ đó các bạn, là nó mô tả lại y chang. À, cái đằng sau nữa nè. Ok, bây giờ tôi sẽ mở ra một hộp để chúng ta xem bên trong nó có những gì nha. Như các bạn biết đó, Super Mini Pla hay là đối với cái dòng mới này, SMB này, những mẫu sản phẩm này khi chúng ta mua về là phải lắp ráp như là lắp ráp Gundam vậy đó các bạn. Và cái hộp của nó rất đẹp nha, cho nên chúng ta khui cẩn thận thôi để giữ cái hộp để dành luôn các bạn. Đây, khui ra. Và cái dòng Sokugan Modeling Project này nó vẫn là thuộc về Candy Toy các bạn à, cho nên mỗi một hộp sẽ có một viên kẹo như thế này. Một cái hướng dẫn nè các bạn. À, cái tờ này là cái tờ hướng dẫn hợp thể mà. Còn hướng dẫn lắp ráp đâu ta? À đây, trong đây còn. Đây là hướng dẫn lắp ráp con sư tử nhé. Tờ số 1 và tờ số 2 là hướng dẫn lắp ráp con chim ưng Eagle đó các bạn. Rồi, hai tờ cho hai con. Như vậy hộp số 1 là sư tử và Lion và Eagle. Đây các bạn, vẫn sẽ có những chi tiết sơn như thế này và vẫn có chi tiết dán đầy can nhé. Đây cái phần sơn nè, cũng tương đối nhiều ha các bạn. Còn đây là Lion của chúng ta, sơn cái phần bờm nè, nó cũng keo ghê ha, nó không sơn và gôn hết cho mình luôn, nó chỉ sơn có vài chi tiết thôi à các bạn. Đây phần bàn chân nè, cũng được sơn móng vuốt nè các bạn, cũng có sơn và cũng có dán đầy can. Còn đây là tờ rơi giới thiệu về Shadow Super Gaoranger. Và còn đây là hướng dẫn hợp thể, tôi đã nói rồi ha. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lắp ráp nó nha. Và sau khi lắp ráp xong, tôi sẽ tiếp tục review mẫu sản phẩm này gửi đến các bạn. Và đây là năm siêu thú, năm thành phần cấu tạo nên Gaokin. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về chúng nhé. Siêu thú đầu tiên, Gaoleon. Các bạn thấy, về kích thước thì nó nhỏ xíu 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 rồi các bạn ha. Nằm rất là gọn gàng trên lòng bàn tay của tôi.
Và đối với siêu thú này đó các bạn, chi tiết sơn sẽ là cái phần bờm của nó nè, phần móng chân của nó nè, móng vuốt của nó đó các bạn. Rồi, chỉ như thế thôi, còn lại là chi tiết nhựa thôi các bạn ạ. Và không có die cut nhé, với phiên bản SMB là không có die cut. Còn với phiên bản DX của chúng ta sẽ có die cut, chẳng hạn như là bốn cái phần bàn chân là die cut cho nên cầm trên tay khá là nặng. Màu sắc cũng đẹp hơn phiên bản SMB rất là nhiều, do màu đỏ metallic nè, vàng gold nè, màu bạc nè. Chúng ta để ở đây là để cho các bạn so sánh cái kích thước và form dáng của nó thôi, chứ còn về màu sắc thì phiên bản SMB không thể nào bằng màu sắc của phiên bản DX được. Gao Eagle phiên bản SMB, các chi tiết sơn các bạn thấy phần cánh của nó chỗ màu vàng được sơn nè, và cái phần đuôi của nó nè, cũng là đầu của Gao King đó, lại được sơn vàng nè các bạn. Và cái đầu của nó màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu bạc nè, lại được sơn. Và cái chỗ này được sơn màu bạc. Đối với siêu thú này thì nó được sơn cũng khá là nhiều đó. Tuy nhiên thì cái phần màu này đáng lý ra là sơn bạc, thì nó chỉ là cái màu nhựa thôi các bạn, nhựa xám, cho nên nhìn không được đẹp lắm ha. Và các bạn xem cái phiên bản DX nè, cái phần cánh của nó nè, được sơn màu bạc nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn cái phần đầu đó, cái phần đuôi của nó là đầu của Gao King, là được xi màu vàng, xi mạ vàng đó. Thì cái màu xi này nó sẽ là đẹp, nhưng mà cá nhân tôi vẫn thích cái màu gold hơn các bạn ạ. Và nó cũng sẽ có chi tiết die cut nhé, là cái phần móng vuốt nè. Và cái phần này nè, dễ gãy bằng die cut, cho nên khá là nặng, còn ở đây không có gì cả. Nhẹ tênh nè các bạn, vừa nhỏ mà vừa nhẹ nữa, người ta gọi đó là nhỏ nhẹ. Tiếp theo là siêu thú thứ 3, Gao Shark. Và đối với cỗ máy này đó các bạn, chi tiết sơn của nó sẽ là cái phần đuôi nè, màu bạc đây nè, màu bạc đây nè, và cái phần này nè, màu bạc. Còn chi tiết này là dán decal các bạn nhé. Rồi, sơn chỉ có nhiêu đó thôi. À, mắt của nó nữa, mắt của nó là được sơn. Rồi, còn lại là chỗ này là dán decal. Và phiên bản DX của chúng ta, bạn thấy màu sắc của nó, màu xanh thôi là cũng đã đẹp hơn rồi ha. Rồi, những chi tiết sơn bạc nó sẽ nhiều hơn. Và die cut nè các bạn, là cái phần vai của Gao King nè, và có cái phần bánh xe là die cut. Phiên bản SMB của chúng ta không có cái phần bánh xe các bạn nhé. Và có một chi tiết này nữa nè các bạn. Theo như tôi biết á, theo như tôi nhớ đó, thì cái chi tiết này nó sẽ chính xác hơn. Đây, cái phần này nè, nó sẽ chính xác như phim thể hiện hơn. Còn phiên bản DX của chúng ta thì nó làm tương xứng. Một bên nó sẽ là cái chỗ để kết nối với lại phần sư tử đó, nó là khớp kết nối lắp ráp. Và bên đây nó sẽ là một chi tiết thể hiện đối xứng với bên đây thôi. Nhưng mà như vậy là không chính xác. Chính xác phải là như thế này nè các bạn. Nhỏ nhẹ, vẫn là như thế, vẫn là nhỏ nhẹ. Vừa nhỏ vừa nhẹ đó các bạn. Siêu thú thứ 4, Gao Bison. Những chi tiết sơn nè, là những cái viền này nè ha. Và cái phần sừng nè, phần chi tiết màu xám trên đầu nó nè, mắt nè, phần này nè. Đó, đối với siêu thú này thì chi tiết sơn nó cũng khá nhiều đó. Và cũng dán đề canh khá nhiều, như là những chỗ này, chỗ này, nhỏ bé xinh xinh. Còn đây là phiên bản DX của chúng ta, màu sắc cũng rất là đẹp ha. Các bạn thấy màu đen nè, đen bóng nè, nó mang đậm cái tính chất của Gao luôn đó, là siêu thú, là có cái lớp da bằng kim loại, nó bóng loáng. Còn phiên bản SMB của chúng ta nó không có bóng bằng, và cũng có die cut nữa, cho nên nó rất là nặng luôn. Die cut của nó là cái phần đùi của Gao King đó các bạn. Còn ở đây là hoàn toàn nhựa, vẫn là nhỏ nhẹ. Siêu thú thứ 5, Gao Tiger.
Đối với siêu thú này thì tôi khá là thất vọng luôn các bạn, vì màu sắc của nó khá là thiếu, nó phải dùng để canh dán rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như những cái sọc này nè, là để canh dán nè, để canh dán nè, để canh dán nè, để canh dán nè, đề canh dán mà nó còn bị thiếu đó các bạn. Ở đây nè, nó thiếu nguyên một miếng đề canh dán cho chúng ta luôn. Nó sơn chỉ có cái phần mỏ màu bạc thôi, phần mắt thôi, và cái phần chóp đuôi thôi, phần móng chân thôi. Dán đề canh rất là nhiều, thất vọng thật. Và cái màu trắng của nó đó các bạn, nó chỉ là cái màu nhựa thôi. Trong khi đó phiên bản DX của chúng ta, các bạn thấy nè, nó là màu trắng nhưng mà nó là trắng ngọc trai đó các bạn. Nó sẽ ánh ánh màu hồng lên, các bạn thấy không? Nó ánh màu hồng, màu tím nè. Đó, màu sắc nó rất là đẹp luôn. Và những cái chi tiết sọc nè các bạn thấy nè, nó sơn hết luôn. Cái phần đuôi nè, từng cái khoanh, cái đốt đuôi á, nó sơn luôn. Còn ở đây, nó bỏ trắng tinh nè các bạn, nó chỉ sơn chóp đuôi cho chúng ta thôi. Còn chỗ này nè, các bạn thấy không? Sơn đen nè. Ở đây, nó dán đề cam nè, nó còn cho đề canh thiếu nữa, các bạn thấy không? Khó chịu ha. Và chi tiết đai cát nè, bốn cái phần bàn chân nè và cái phần vai của Gaokin nè là đai cát kim loại, và cả những cái phần khớp kiểu chân của nó luôn, dễ gãy đó, bằng kim loại luôn, cho nên nó khá là nặng. Còn ở đây hoàn toàn nhựa. Dạng này tôi tạm gọi là gao tăng mốt các bạn nhé, vì ở trong phim không hề có dạng này, chỉ là phiên bản DX có thể làm được thôi. Như các bạn thấy đó, phiên bản SMB của chúng ta không cần phải có một cái miếng, một cái khay để chứa hai cái con gao Shark và gao Tiger ở trên.
Và đây là gao kim của chúng ta ở hai phiên bản SMB và phiên bản DX. Và một lần nữa tôi lại nhắc rằng đừng so sánh về màu sắc các bạn nhé. Vì phiên bản SMB hay Super Mini Pla màu sắc chắc chắn không đẹp bằng phiên bản DX, mà ở đây lại là DX Gao Ranger nữa. Theo đánh giá cá nhân của tôi đó, DX Gao Ranger là cái phần DX Sentai có màu sắc đẹp nhất từ trước đến nay. Tới bây giờ vẫn vậy, vẫn chưa có DX Sentai nào có màu sắc đẹp bằng DX Gao. Ngay cả các DX Sentai khác so với DX Gao Ranger còn không lại, thì làm gì SMB có cửa đi so sánh, phải không các bạn? Đó là về màu sắc thôi. Còn về form dáng thì các bạn thấy Gao Kim vẫn còn đẹp ha. Tới bây giờ nó vẫn còn chuẩn, vẫn còn đẹp luôn. Còn SMB của chúng ta, body form dáng cũng rất là ok, cũng rất là chuẩn. Nhưng mà có một điều tôi hơi đáng tiếc, đó chính là cái phần đầu của Gao Kim phiên bản SMB nó hơi bị to quá. Nó vừa phải như phiên bản DX thì trông nó sẽ chuẩn hơn. Và phiên bản DX của chúng ta khi ráp ra nó chỉ là như vậy thôi, nó không có action, không có làm được gì cả, nó chỉ đưa tay lên xuống vậy thôi các bạn à. Còn phiên bản này của chúng ta sẽ có tích hợp thêm khớp để action đó các bạn. Ok, bây giờ ta sẽ để phiên bản DX qua một bên nhé. Quay trở về với phiên bản SMB của chúng ta. Nó có những cái mới như tôi đã nói lúc nãy đó, là nó sẽ có tích hợp thêm khớp để giúp cho một sản phẩm này nó có thể action được. Và bên cạnh đó, SMB Gao Kim của chúng ta có hai gương mặt để lựa chọn luôn. Một là gương mặt ở trạng thái như thế này, hai là gương mặt giận dữ thể hiện như trong phim. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái cách để mà thay đổi gương mặt, các bạn hãy xem cùng tôi. Nắm cái phần nón của nó, kéo ra, và chúng ta sẽ xoay như thế này nè các bạn. Ra đằng sau là nó sẽ có cái mặt đây. Cái mặt của nó là cái mặt giận dữ. Cái miệng của nó sẽ há ra và đẩy xuống. Rồi, chúng ta xoay vòng ra đằng trước. Như thế chúng ta đã thay đổi mặt rồi, các bạn thấy không? Như vậy là tôi đã thể hiện cho các bạn thấy được khả năng thay đổi gương mặt của nó rồi. Bên cạnh đó, cái phần đuôi cá mập đó các bạn, khi ở trạng thái là đuôi, nó là như vậy. Và ráp thành cây kiếm là như vậy. Nhưng mà khi chuyển thành cây kiếm á, nó hơi bị ngắn và không được đẹp. Do đó Bandai cho chúng ta một chi tiết rời thể hiện là cái dạng kiếm như thế này nó sẽ chuẩn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về với cái vấn đề mà các bạn rất là hứng thú đối với những mẫu sản phẩm SMB, đó chính là khả năng action của nó. Và mẫu sản phẩm này cũng là như thế các bạn nhé, nó sẽ có khả năng action nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về biên độ khớp cử động của nó các bạn nhé. Muốn mở rộng cái biên độ khớp cử động của nó, trước tiên hết ta sẽ có một chi tiết này. Đây, mở ra như vậy. Và cái phần này nè các bạn, nó sẽ có một cái chi tiết gấp, khớp gấp vào như vậy nè. Và đẩy lại. Như thế, phần khớp gối của nó sẽ được mở rộng lên rất là nhiều. Ở bên đây là chưa có mở rộng nè, thì chúng ta chỉ co được như đây thôi. Còn bên đây đã mở rộng nè, chúng ta co được maximum luôn. Nhưng mà như vậy á, thì nó lại không giống như là DX ha. DX nó sẽ dài tới đây luôn. Ok, chúng ta vì cái biên độ cử động của nó mà phải gấp vào thôi. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó nha. Trước tiên hết là cái phần đầu của nó nè, xoay trái phải ngước lên cúi xuống rất là thoải mái luôn ha. Tay của nó nè, xoay tròn thoải mái. Và đưa lên được như đây nè. Nó có một cái khớp nữa, có thể mở ra, mở rộng ra. Đó, mở rộng rất là rộng luôn. Và tới cái phần khuỷu tay của nó nhé, nó sẽ có một cái khớp mặc định như thế này, co lên được như đây. Và nó còn có thêm khớp mở rộng nữa các bạn à. Khớp mở rộng sẽ có hai chỗ nhé. Thứ nhất, kéo cái chi tiết này ra, nó sẽ dài ra được một chút nè. Kéo nhẹ thôi nhé, kéo mạnh là nó sẽ bung ra luôn đó. Và co lên được nhiều hơn một chút. Tuy nhiên ở ngay đây nè các bạn, ngay cái phần mang cá đó, nó sẽ có thêm một cái khớp nữa, các bạn nhìn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Riêng cái khớp này nè, nó bẻ gập vào đây nè. Và ta sẽ cho co lên nữa. Và nó gập lên được như vậy. Rất là tốt luôn ha. Và bây giờ ta sẽ xem thử cái phần khớp bên con Tiger như thế nào nhé. Khớp Tiger nè. Một khớp được như đây. Để ta coi coi, lên được nữa không? Đây, hai khớp là được như đây. Chúng
chúng ta xem chừng phần khớp khuỷu tay ở bên con cá mập á, con shark á, nó có cái biên độ cử động tốt hơn so với cái con tiger một chút. Cũng dễ hiểu thôi, vì cái phần tay của con cá mập nè, nó có vẻ thuôn nhỏ, còn bên đây nó vuông vức á, nó sẽ bị giới hạn hơn, cũng là điều dễ hiểu. Và tiếp đến là phần khớp người của nó nhé. Khớp người của nó xoay trái phải nè. Nếu mà chúng ta để ở vị trí này đó, chúng ta xoay thì cái phần cánh cái con eagle á, nó sẽ bị cạ vào cái phần cổ của con bison. Chúng ta có thể cho nó ngước lên được một chút nữa các bạn. Đây, ngước lên được như vậy nè. Và khi ngước lên rồi đó, chúng ta xoay nó thoải mái hơn, biên độ xoay sẽ rộng hơn. Và tiếp đến phần khớp háng của nó. À, nó có một cái khớp mở rộng ở dưới này nữa nè các bạn. Đá lên được như đây. Do nó bị vướng đó các bạn. Ở đây là cái phần dạng giáp hông nè, nó sẽ có mở lên được, nhưng mà do nó bị vướng cái đầu của con bò rừng á, nó không mở được lên nhiều. Và cái phần khớp háng của nó mặc dù có cái khớp mở rộng, nhưng mà nó chỉ đá lên được như vậy thôi. Và khớp gối của nó co được như đây. Và tẹt ra được như đây. Xoay trái phải thoải mái được cẳng chân của nó. Còn bàn chân của nó nè, nó sẽ là một cái chi tiết các bạn nhé. Chúng ta có thể chỉnh để khi mà nó tẹt chân ra đó, chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó có cảm giác là cái phần bàn chân của nó sẽ chạm đứt. Cảm giác thôi, chứ chưa có chắc là chạm được. Và đó là tất cả những khớp có ở trên mẫu sản phẩm này. Bây giờ tôi sẽ bôi một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước khi đi đến phần nhận xét của mẫu sản phẩm này thì tôi có đôi lời nhắc nhở các bạn nhé. Đó là trong quá trình chúng ta lắp ráp đó, đối với con Galleon như thế này thì chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cái phần khớp kết nối tay với lại thân nhé. Đây là cái phần này. Vì nó rất dễ bị lộn các bạn nhé. Các bạn phải chú ý từng hình vẽ. Chẳng hạn như cái ký hiệu này là chúng ta phải để ý nè. Nó sẽ có những chi tiết và chúng ta phải ráp đúng theo cái hướng dẫn như vậy. Khi mà chúng ta bóp chặt vào rồi mà chúng ta phát hiện nó bị ngược đó, thì chúng ta sẽ rất khó để tháo ra lại, và tỷ lệ lớn là nó sẽ bị gãy luôn cái chốt này. Cho nên phải để ý nhé. Nó sẽ có những cái nhắc nhở lưu ý đến chúng ta cả hai bên luôn. Đây là lưu ý thứ nhất. Và đến lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ hai là đối với cái quá trình lắp ráp con Gale Bison bò rừng. Ở cái phần khớp háng của nó, đầu để tôi xem, đây là đối với cái chi tiết này, đây là hai cái phần khớp háng của nó. Nó sẽ có lưu ý mình ráp ở chỗ nào, cực kỳ lưu tâm các bạn nhé. Chỉ cần bóp nó chặt vào mà bị ngược chiều hay là ráp lộn một cái
là chúng ta bó tay luôn đó các bạn. Lưu ý nha. Rồi, chỉ như thế thôi. Đây là hai cái điểm lưu ý cần quan tâm. Và với cái phần khớp háng đó các bạn, do nó chịu lực khá nhiều cho nên khi chúng ta lắp ráp á, nó sẽ bị cứng lắm, đau tay nữa. Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh mà làm nhé, vì chúng ta hấp tấp vội vàng đó sẽ dễ làm nứt gãy cái vòng tròn của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước tới cái phần nhận xét về mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Mẫu sản phẩm này trước tiên hết là về form dáng của nó thì cũng rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì cái phần đầu của nó hơi to một chút. Nếu như nó nhỏ lại một tí, nó sẽ cân đối hơn, nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Và theo như tôi nghĩ đó, có vẻ như nó hơi to cũng là do nó không thể nào làm khác được, vì nó có cái cơ chế là xoay để mà đổi mặt các bạn. Nó phải làm to rộng ra để có khoảng trống để mà đổi. Còn nếu như nó làm nhỏ lại thì nó sẽ không có khoảng trống để mà xoay các bạn à. Chắc là Bandai cũng biết đó thôi, nhưng mà cái giới hạn của nó rồi thì đành phải chịu. Đó là về form dáng. Còn về màu sắc, màu sắc của nó thì chắc chắn không thể nào bằng DX được, nhưng mà cũng không đến nỗi là tệ đâu các bạn. Còn về cái phần biểu đồ cử động của nó, các bạn thấy đó, các bạn cũng tự đưa ra cho mình một cái nhận xét rồi, cũng là ổn thôi. Nhưng mà ổn như thế cũng rất là tuyệt vời rồi, vì đây là một sản phẩm ráp được, được hợp thể bởi 5 phần mà các bạn. Nó phải vừa lắp ráp được, giống như là nó lắp ráp mà nó thể hiện như cái phiên bản DX vậy đó, mà nó còn phải tích hợp thêm cái khớp để cử động nữa, thì chúng ta cũng đâu thể đòi hỏi được chừng nào cái con này là một khối không có lắp ráp được mà biên độ cử động của nó tệ đó thì chúng ta hẳn nói ha. Ngoài ra trong cái quá trình mà chúng ta hợp thể gắt tay đó, thì cái phần chân trước của con cọp này nè vẫn có thể như phiên bản DX, tức là chúng ta mở nhẹ nó ra rồi chúng ta gắp cái phần cẳng chân của nó vào bên trong rồi gắn lại, không cần phải tháo rời. Nhưng nó nhỏ quá và nó cứng nữa đó các bạn, cho nên chúng ta rất là khó để thao tác như vậy. Thì đa phần người ta sẽ tháo nó ra luôn rồi gấp cái phần cẳng chân vào rồi gắn lại, nó sẽ dễ thao tác hơn. Đó cũng không có là cái gì cả các bạn à, vì đây chỉ là một cái mô hình bằng nhựa thôi, nó không phải như là DX kiểu như là nó có những cái cơ chế trượt này nọ bằng sắt bằng kim loại. Ở đây nó hoàn toàn là nhựa thì chúng ta phải thông cảm. Và nó nhỏ nữa, nó chỉ bằng 1/2 so với DX thôi các bạn à. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng phải chịu những cái vấn đề là như thế. 1.650, thấy rằng có cảm giác là nó mắc ha, nhưng mà không đâu. Tôi thấy nó rất là ok luôn đó, vì những gì món đồ chơi này mang lại cho chúng ta rất là tuyệt vời. Về cái form dáng, về chi tiết, về màu sắc sơn này nó các kiểu. Và quan trọng là nó mang lại cho chúng ta một cái kỷ niệm. Nếu như các bạn đã quá quen thuộc với phiên bản DX rồi thì bây giờ chúng ta nhìn vào mẫu sản phẩm này, nó vẫn không có một cái cảm giác xa lạ các bạn. Nó vẫn mang lại một cái cảm giác thân thuộc, nhưng mà nó lại tích hợp thêm biên độ khớp cử động nữa. Tức là trong cái cũ nó có cái mới và trong cái mới nó lại thoáng có cái cũ, cho nên chúng ta không xa lạ gì đối với mẫu sản phẩm này. Rất là ok, rất là tuyệt vời. Và đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye!